Chào mừng các bạn đến với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin chia sẻ với các bạn cách làm một cái lăng kính 3D. Thì để làm được cái lăng kính 3D thì mình cần những cái miếng mica hình thang. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Sau đây mình sẽ bóc cái mica này. Đây tấm cuối cùng. Tấm mica này rất là dễ bóc. Ok, mình đã có 4 tấm mica hình thang. Sau đây mình sẽ sử dụng keo nến hoặc là keo nến 2. Các bạn có thể sử dụng keo nến 2, keo nến nhé. Mình ở đây mình dùng keo nến. Gắn keo nến. Ok, nó có một cái hình thang. Cái này thì các bạn có thể sử dụng keo nến 2 nó đẹp hơn. Đây mình không có keo nến 2 nên mình dùng keo nến. Và đây là cái kết quả mà mình làm. Đây các bạn nhìn thấy, nhìn giống 3D 100% luôn, quá đẹp. Đừng nhá, đây là hình 3D ấy, siêu vũ luôn, nhìn rất là đẹp. Các bạn nào muốn làm cái này thì cứ liên hệ với mình nhé. Đây là pháo hoa, nhìn rất là đẹp. Đấy. Cái này mà tùy theo kích thước của màn hình máy tính, bạn dùng máy tính hoặc là điện thoại để bạn cắt cái hình thang 3D này. Ở đây mình đang dùng máy tính. Đấy, hình rất là đẹp. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu thấy hay hãy comment, like và subscribe cho nhóm của mình.